từ hãng làm game không bao giờ chịu collab với người ngoài. Tựa game mobile được làm dựa theo một game người lớn Nhật Bản. Lỗ hậu không phòng thủ của game phải cả lùng. Đến với giới của Fast Grand Order, một tựa game mobile chiến thuật theo lượt với cốt truyện đầy hấp dẫn và cuốn hút, để người chơi cảm động rơi nước mắt hoặc bó gối vả canh lồn vì chuyện gì đang xảy ra vậy. Chagra, bộ lông bóng mượt của em như một con lợn quỷ, đôi mắt đáng yêu to tròn như một con geyser, tất cả chúng đều quá đẹp. Mà những người chơi bản Nhật Bản hầu hết chỉ có thể ấn skip bởi vì đéo hiểu gì cả. Hãy chọn sơ banh từ những người anh hùng trong lịch sử để cùng mình chiến đấu. Mà mỗi người có một không nhiều bảo khí chấn phái vô cùng mạnh mẽ như bắn bim từ kiếm nhưng chém ngược lên, bắn bim từ kiếm nhưng bạn là nhân vật chính, bắn bim từ kiếm nhưng trước đó bạn phải là vừa lao đến vừa bắn súng, dùng một vũ khí có thể hủy diệt thế giới để bắn bim từ kiếm, chém kê địch bằng ba nhát chém mạnh ngang ngửa ma thuật bởi vì bạn ghét lũ chim én. Và bất ngờ hay, đều phải bắn bìm thừa kiếm. Game sáng tạo phải khá lục. Phải bảy lách cùng bản ngũ hành tương khắc của Võ Lâm nhưng gói hơn rất nhiều. Saber nhưng luôn bắn bìm. Archer nhưng thời buổi nào mà mày còn dùng cung nữa. Không nói lũ lối hời ghê. Lancer lúc nào cũng chết. Assassin bằng cách thần kỳ nào đó thì lại có rất nhiều loli. Và gần như là cái chuồng. Cái chuyện vô tù bây giờ. Rider cửa tất cả mọi thứ từ ngựa sang mô tô phân phối lớn cho tới cửa bạn. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó thì mà có nhiều Saber biết cưỡi ngựa hơn là Rider. Tôi đếm rồi, Saber 27 đứa có skill cưỡi ngựa, trong khi Rider chỉ có 26 đứa. Phải không? Caster hay còn gọi là hãng xe chất lượng nhất quả đất với rất nhiều pháp sư mạnh đến phá game. Và Berserker phải phái đánh rất đau nhưng bị đánh cũng rất đau, mà không để ý là chết ngắt trước khi đến màn boss. Thiệt, lỗ hậu của Win còn có sức phòng hộ cao hơn. Ổ hoàng có nhiều hơn 7 lát hả? Buồn về vậy? Chưa đủ gói hả? Để cho họ những cấp SN, những vật phẩm từ trong nhiều phần phép khác nhau. Hoặc đơn giản là cho nuôi phu bạn mặc đồ tắm đồ ngủ các thứ. Cũng rất ngon vẻ luôn. Sắp xếp đội hình của bạn theo 3 trường phái Buster, Wit, để đối đầu với vô số thế lực xuyên suốt câu chuyện và vô số cuộc chiến thánh. Để ngồi đối đầu với boss cuối khó và là mà bạn phải gắn bó với server để đánh bại hắn. Cho đến khi bạn lên YouTube và thấy người ta solo boss bằng một con servan một sao gì đó với tất cả trí tuệ và bộ não to bự đó, mày éo đi chữa ung thư hay cứ vấn nhân lại mà mày lo cho cái game Wii U này sao? Thật tự hào về mày. Cơ mà không, khi bạn tưởng mẹ đã phá băng trò chơi tốn hấm tiền này thì phần 2 xuất hiện, mà chắc chắn là bạn sẽ phải cày thụt vần vì nó làm bạn mất cả hát lương. Tất cả đều không quan trọng vì cuối cùng bạn sẽ đến với game vì dàn nhân vật bước ra từ trong lịch sử nhưng đã được anime hóa mà bạn bỏ tiền nhìn dụm cả đời để có được quay phim của mình. Sao với dành tiền cướp vợ thì bạn mới cứ quay phú. Bỏ ra hơn 70.000 đô để quay ra cha hả? Wow. Có việc này không phải là sòng bài trá hình đúng vậy? Đón chờ sau mỗi đợt comic kết xem có doujinshi của nhân vật bạn thích không ở trên nhẫn tái vì nhiều lý do mang tính khoa học. Và bạn tưởng Identity đã nhiều nhân vật nhưng không, chứ trùng điểm mẹ đang có 260 server trong game. Tôi đọc không hết nổi đâu các bạn à. Thế nên với sự tham gia của một số nhân vật nổi bật như Saber, vẫn là Saber, lỗ hậu không phòng thủ, Sau Kuga, thật ra là Satan nhưng mà thảm hơn, bố của Satan. Vâng hương ngài, tôi sẽ mang con gái ngài về trước 7 giờ. Con gái ông gọi tôi là bố rồi. Ông giáo, cậu vàng nhưng mà đáng yêu hơn, cần được yêu thương nhưng là loli. Lạy chúa, tôi muốn SG chứ không phải là hai người. Quyền hoại pháp. Boss cuối game cũng chỉ là một con nhện. MOLOLABE Má ngầu vãi cả lồn. THE ISPARTA Ấn trắng, Ấn đen, Ấn đen hơn, quay tàu, SH, xe đạp, Cô giáo nhưng đã trở thành một chiếc xe. Bằng cách nào đó người đàn ông này có thể làm Cleopatra như mình. Tôi tự hào về ông. Sao may vãi lồn. Quả chuối bị bắt nè. STELLA
Vô tù 1, vô tù 2, vô tù 3, vô tù lần thứ N. Thiệt đó, đủ má bé gái mà quần không. Cái lần què gì vậy? Tay Moon ở massage. Mẹ con, cái thứ trong cơn ác mộng của bạn, cha xứ, dâm sơ, chồng của mọi nhà, ngoài dài như chuối chín cây, gió lay đầu mày rụng, không phải ngoại đâu. Bánh mì Pháp, bánh mì Pháp bị hét, fan cuồng bánh mì Pháp. Ngài cướp vợ, ngài cướp vợ nhưng mà ngầu hơn, waifu có cu. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Abigail, ta sẽ giết hết mọi người trong phòng mà bán hơn. Cả đời vẽ bao bi bức tranh kịch tác, nhưng nó chỉ nhớ mình bởi một bức hentai. Phá game, một cô tranh hùng, tội đồ thiên cổ, chủ trang web ma pháp phim nữ. Tại sao phải dùng máy học khi bạn mới toàn kiếm chết? Và cái dịch con mẹ sao quay mãi mà ông em về, 2 năm su win rồi đấy. Và một nùi nhân vật mặc đồ tắm chết chi để hốt bạc từ cô nhân Weibo. Sử hộ vương online. Mà có chắc nhân vật chính là phải tốt không vậy?